tai nạn giao thông đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày cuối năm, thì ngoài việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức của những người tham gia giao thông, bên cạnh đó, những công tác như là xử phạt hay là răn đe đối với hành vi vi phạm cũng cần được đề cao. Mới đây, lực lượng tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương đã tập trung xử lý hơn 200 trường hợp là quái xế chạy thành đoàn lạng lách đánh võng với tốc độ cao trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Cao điểm những ngày đầu năm 2015, lực lượng tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương ra quân bắt giữ 34 đối tượng quái xế tham gia tụ tập điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy được độ máy hoặc thay đổi kiểu dáng, lạng lách với tốc độ cao trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An. Điều đáng nói là trong số hàng trăm đối tượng này, có nhiều đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên, đặc biệt còn có cả phụ nữ tham gia vào đoàn đua xe tốc độ cao. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hàng trăm chiếc xe máy và tiến hành xử phạt nặng, đồng thời đưa ra giáo dục trước tổ dân phố để răn đe.